Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nhiều khán giả đã không ngớt lời suýt xoa trước vẻ xinh đẹp, sắc sảo của con gái út nghệ sĩ Tú Triều Xuân. Hồng Khanh, con gái út nghệ sĩ Tú Triều Xuân, từng được khán giả biết tới lần đầu tiên qua cuộc thi giọng hát Việt Nhí 2013. Băng đi một thời gian, Hồng Khanh hiện tiếp tục lọt vào tầm chú ý của công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp vượt trội. Khác với cô chị Hồng Mi sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn phụ nữ Hà Thành, Hồng Khanh mang nhiều nét sắc sảo, hiện đại hơn rất nhiều. Mới đây, nghệ sĩ Tú Triều Xuân đã chia sẻ hình ảnh cùng ông xã nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và con gái út Hồng Khanh tại sự kiện. Ngay lập tức loạt ảnh này thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng bởi vẻ sang chảnh của Hồng Khanh. Diện chiếc đầm kín đáo hợp lứa tuổi, trang điểm đậm, búi tóc cao đầy cuốn hút đã giúp Hồng Khanh tạo ấn tượng đặc biệt với khán giả. Mặc dù trước đó, Hồng Khanh từng nhiều lần đăng tải hình ảnh trang điểm nhẹ nhàng khoe nhan sắc gây thương nhớ, nhưng phải tới bây giờ khán giả mới được thấy một phong cách hoàn toàn khác của cô. Nhất là ở hình ảnh chụp cùng bố mẹ, Hồng Khanh còn được nhận xét sở hữu gần như toàn bộ nét đẹp của nghệ sĩ Tú Triều Xuân. Nếu chỉ nhìn qua khó ai nghĩ cô mới 15 tuổi. Trang điểm đậm, lên đồ chỉn chu đi sự kiện cùng bố mẹ, Hồng Khanh đủ làm người đối diện mê mẩn bởi nhan sắc không thể xem thường. Con gái út nghệ sĩ Tú Triều Xuân được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Trước đó, Hồng Khanh từng nhiều lần được khen bởi nhan sắc và phong cách nổi trội. Nhiều khán giả đã không ngớt lời suýt xoa trước vẻ xinh đẹp, sắc sảo của con gái út nghệ sĩ Tú Triều Xuân. Hồng Khanh, con gái út nghệ sĩ Tú Triều Xuân, từng được khán giả biết tới lần đầu tiên qua cuộc thi giọng hát Việt Nhí 2013. Băng đi một thời gian, Hồng Khanh hiện tiếp tục lọt vào tầm chú ý của công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp vượt trội. Khác với cô chị Hồng Mi sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn phụ nữ Hà Thành, Hồng Khanh mang nhiều nét sắc sảo, hiện đại hơn rất nhiều. Mới đây, nghệ sĩ Tú Triều Xuân đã chia sẻ hình ảnh cùng ông xã nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và con gái út Hồng Khanh tại sự kiện. Ngay lập tức loạt ảnh này thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng bởi vẻ sang chảnh của Hồng Khanh. Diện chiếc đầm kín đáo hợp lứa tuổi, trang điểm đậm, búi tóc cao đầy cuốn hút đã giúp Hồng Khanh tạo ấn tượng đặc biệt với khán giả. Mặc dù trước đó, Hồng Khanh từng nhiều lần đăng tải hình ảnh trang điểm nhẹ nhàng khoe nhan sắc gây thương nhớ, nhưng phải tới bây giờ khán giả mới được thấy một phong cách hoàn toàn khác của cô. Nhất là ở hình ảnh chụp cùng bố mẹ, Hồng Khanh còn được nhận xét sở hữu gần như toàn bộ nét đẹp của nghệ sĩ Tú Triều Xuân. Nếu chỉ nhìn qua khó ai nghĩ cô mới 15 tuổi. Trang điểm đậm, lên đồ chỉn chu đi sự kiện cùng bố mẹ, Hồng Khanh đủ làm người đối diện mê mẩn bởi nhan sắc không thể xem thường. Con gái út nghệ sĩ Tú Triều Xuân được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Trước đó, Hồng Khanh từng nhiều lần được khen bởi nhan sắc và phong cách nổi trội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.